Đây bữa nay theo con mấy cái motor bơm nước điện nè, gồm có 2,2 kg là ba ngựa với hai ngựa hay gì đó, ống ga 110 với ống ga 90. Giờ đây là ống ga 90 đi, đây ống ga 90 nè, ống ga 90 đây. Ống ga 90 nè đó, này là ống ga 90, là motor bơm nước điện, điện gia đình 220 mình đó. Nó có CB cầu dao đầy đủ nha. Đây, ống bơm nước điện 220. Mình đem vô đây luôn. Đây là motor điện. À đây nè, cái thông số kỹ thuật nè. 1400 vòng trên phút. Cột áp là hút đẩy là 4m. Hai ngựa. 1.5 kW. Nhiều khối đây, chờ anh chút nghe mày. Chờ anh đó thôi. 140 khối giờ ghê vậy. Bơm lưu lượng lớn.